chào cả nhà. Hôm nay Như Nguyễn Cuộc Sống Ở Bỉ sẽ cắt cái áo khoác này nha. Đó, áo khoác này đây. Áo khoác này có nón và tay dài nha, có tay và có bo luôn, có túi luôn. Đó. Đây. Bây giờ Như sẽ tiến hành đi cắt thì các bạn sẽ trải giải cho im nha, cho thẳng. Đó. Im thẳng xong rồi thì sẽ lấy cái gạch này ịnh lên Như cắt nha. Cái gạch này là Như có cho cái ra cái clip trước gì rồi, Như có đăng lên rồi đó. Đó, thì các bạn đặt lên thì cái sóng này bao nhiêu thì các bạn sẽ dịnh trải dài xuống nha. Đó, trải dài thẳng im ngay sớ phải nha, để hôm thôi là nó bị vặn nó tại dễ thì dễ thun á. Rồi đặt cặp lên. Đó, đặt cặp lên im phẳng hết thì các bạn sẽ lấy một cái vật gì đó dặn lên và sau đó tiếp tục thì các bạn cắt từ bên cái. Như đã cắt ra xong rồi, bây giờ Như sẽ dở gặp ra cho cả nhà xem nha. Đó, đây. Bây giờ đó, cái này là cái thân sau nè. Đó. Bây giờ Như sẽ trải tiếp là Như cắt cái thân trước. Giờ tiếp tục cắt thân trước thì cũng như thân sau. Thì các bạn trải giải để cái gặp từ mấy đây qua đây bao nhiêu thì các bạn sẽ nhìn cái số thẳng đây. Rồi mình sẽ trải giải thẳng ngay số luôn nha cả nhà. Đó. Rồi giúp giải cho phẳng cho im. Mình sẽ đặt cặp lên. Đó. Đặt cặp lên im bằng hết rồi thì mình sẽ cũng dùng cái vật gì đó mình dặn lên nha. Rồi mình sẽ chỉnh cái sóng này và cái lai cho phẳng cho im cho bằng nhau hết, vừa gặp vòng vừa vải ha. Khi mà bằng nhau hết rồi thì mình sẽ dùng kéo mình cắt vòng từ bên đây qua, từ vòng cổ qua da nách xuống sườn nha cả nhà. Nên sau khi cắt thân trước xong rồi thì Nhi sẽ cũng lấy gặp ra cho cả nhà xem nè. Đó, đây nha, Nhi đã cắt xong cái thân trước rồi đây. Nha cả nhà, bây giờ Nhi sẽ tiếp tục Nhi cắt cái tay nha. Từ đây các bạn cái điểm này qua đây thì các bạn sẽ nhìn ngay cái sập ở đó, thì các bạn sẽ buông cái gập ra thì các bạn sẽ dịnh ngay cái sóng của cái sớ vải á. Rồi đó, chạy thẳng im ra nha. Rồi xong rồi mình sẽ đặt cái tay vô mình cắt. Cái tay thì cũng giống như cái thân trước đó, cũng cái sóng vải và cái sóng gập bằng nhau, rồi mình cũng chàng một cái gì đó lên nha. Thẳng im mình sẽ từ bên cái đỉnh tay này mình cắt vòng qua. Cái tay thì cắt hai cái nha các nhà. Đó, cắt hai cái. Nay tay cũng vậy, tay thì Nhi cũng đã cắt rồi, bây giờ Nhi sẽ lấy gạch ra này cho cả nhà xem nha. Đó, tay Nhi đã cắt xong rồi đây. Bây giờ Nhi sẽ cắt thêm một cái cánh tay nữa. Bây giờ Nhi siết giải, Nhi sẽ cắt tiếp một cái cánh tay nữa nha cả nhà. Đó, siết giải im cho Nhi sớm nha, để thôi xem nó bị xéo canh. Rồi mình lấy cái tay nè, mới vừa cắt xong nè, mình ịnh lên. Đó, mình ịnh lên xong rồi khi mà mình xem nó bằng hết thì mình sẽ cắt tiếp một cánh tay nữa. Đây, đó, chúng ta sẽ trải và im vậy. Đó, khi im bằng hết rồi thì mình sẽ dùng kéo mình cắt nha. Đây, từ đây vòng qua đây. Đó. Rồi, đang vòng qua đây. Đó, đây, Nhi đã cắt xong một cái cánh tay, đây là hai cánh tay nha cả nhà. Đó. Rồi kế tiếp thì khúc giải trên đây thì Nhi sẽ xếp bự qua chút xíu, Nhi cắt cái nón nha. Đó. Rồi mình để cái nón mình cũng hạo giống như cái thân bằng nhau. Đó, bằng nhau rồi mình cũng lấy một cái vật gì mình dằn lên. Mình sẽ cắt dằn qua nha. Dằn qua, dằn cái nón xuống cái chân nón. Rồi dưới đây từ cái chân nón mình cắt vòng qua bên cái sống nón. Đây Nhi
sẽ lấy gặp ra cho cả nhà xem nha. Đó, đây là cái nón nè. Đây cả nhà. Sẽ cắt cái túi nha. Cái túi thì chảy thôi, dày bự khó cắt lắm, Nhi sẽ gặp đôi lại nha. Nhập đôi lại thì giải gì cũng nhập đôi lại luôn. Đó. Giải gì cũng nhập đôi lại, cắt cho nó lẹ. Rồi sau nhập đôi lại thì sống cái sống gặp và sống giải bằng nhau. Rồi, bằng nhau xong rồi thì bây giờ Nhi sẽ tiến hành Nhi cắt nha. Đây bây giờ bo áo đây, bo áo thì Nhi nhập đôi nha. Nhập đôi giải cho bo giấy cho cắt cho lẹ. Và giải Nhi cũng nhập đôi luôn. Rồi Nhi đặt cặp vô như cái cắt. Các bạn muốn xem cái cặp này thông số bao nhiêu á, cắt dễ làm sao á thì cái clip trước á Nhi đã đăng lên rồi á. Cái áo này Nhi cắt là từ 35kg cho tới 40kg mặc vừa hết nha cả nhà, hoặc là 42kg mặc cũng vừa nữa. Này là dạng áo khoác rộng cho nên là thoải mái cái số ký để mặc. Đây, đó Nhi đã cắt xong rồi đây, bây giờ Nhi sẽ nhập lại cái này. Nhập đôi lại nha. Nhập đôi lại Nhi sẽ cắt tiếp cái cánh tay, cái bo tay. Đây cái bo tay đây. Bo tay thay vì chảy thì vậy cắt, nhưng mà Nhi cũng nhập đôi lại cắt cho nó lẹ. Sau khi đã cắt xong bán thành phẩm của chiếc áo phát có nón và có tay, bo lai, có túi luôn cả nhà. Đó, tay, túi, đó, rồi nón, rồi thằng trước, thằng sau, bo lai, bo tay cả nhà. Vậy thôi, Nhi xin kết thúc đây nha. Xin cả nhà nhớ xem và ủng hộ cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống Ở Bỉ nha. Bye bye.